Cha mó là người yêu thương ta nhất. Một cha mẹ có thể mặc áo vá, nhưng luôn cho con ăn mặc tinh tươm, gọn gàng. Hai, cha mẹ có thể đi giày, nhưng giày của con luôn là đôi mới nhất, không một vết bẩn. Ba, cha mẹ có thể bữa đói bữa no, nhưng lúc nào cũng lo con ăn chưa đủ. Cha mẹ có thể vất vả sương gió, nhưng chẳng bao giờ để con phải cực khổ làm thêm. Năm, cha mẹ có thể dầm mưa dãi nắng công việc đồng áng, nhưng con mới ra phụ chút đã lo con mệt, con ốm. Sáu, cha mẹ cả đời chẳng muốn đi khám bệ như sợ tốn tiền, nhưng con mới bệnh chút đã đứng ngồi không yên một hai đòi đưa con đi viện. Bảy, cha mẹ cả đời chẳng biết đến đi chơi, nhưng lại cứ muốn con được đi khám phá đó đây cho bằng bạn bằng bè. Cha mẹ cả đời chẳng biết đến máy tính, điện thoại xịn, nhưng con cứ ngỏ lời muốn mua là lại đồng ý. 9. Cha mẹ cả đời chỉ lo chắt bóp dành dụm, nhưng sẵn sàng cho con mọi thứ không tiếc gì. 10. Cha mẹ có thể cả đời phải chịu cực khổ, cũng không nỡ để con làm việc nặng chỉ một giây.